Vừa qua, bệnh nhân Bùi Na Uy, 28 tuổi, nhập viện trong tình trạng bị chấn thương khớp gối trái do tai nạn giao thông. Sau khi khám lâm sàng, chụp MRI, bệnh nhân được kết luận chấn thương khớp gối trái, tổn thương ACL. Anh đã được các y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn, có kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiến hành phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng gân tự thân kịp thời thành công. Để đáp ứng yêu cầu chẩn đoán và điều trị của ca phẫu thuật, bệnh viện đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ của Nhật, hệ thống dàn nội soi cathod nhập khẩu từ Đức, máy gây mê và hệ thống trụ khí trung tâm, đèn chiếu sáng một chóa, v.v. Thay vì thực hiện các thao tác trực tiếp, qua camera, màn hình nội soi, các bác sĩ có thể quan sát bên trong khớp gối của người bệnh và dùng các dụng cụ chuyên biệt để tiến hành phẫu thuật. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi tạo ra một khoảng trống thao tác lớn, hình ảnh rõ, cho phép bác sĩ quan sát và thực hiện thao tác một cách tỉ mỉ, chính xác. Tuy nhiên, là kỹ thuật phẫu thuật tương đối phức tạp, đòi hỏi các bác sĩ, phẫu thuật viên có tay nghề kỹ thuật cao và sự phối hợp đồng bộ của cả ekip mổ. Nhờ được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi, bệnh nhân ít đau đớn, không mất nhiều máu, ít biến chứng, hạn chế nhiễm trùng, bình phục nhanh và đảm bảo thẩm mỹ. Đối với ca này là một trường hợp là bệnh nhân một cho một tai nạn giao thông thì vào một cái cận lâm sàng quá khẩn sang và dựa vào cái cận lâm sàng thì bệnh nhân được chẩn đoán là có một tổn thương cái trang chéo trước. Thì sau khi hội chẩn thì các bác sĩ đưa ra thì phương pháp là mổ soi tái tạo cái trang chéo trước bằng gân tự thân. Thì trong thời gian thì mổ một tiếng thì hiện tại là trong mổ sau mổ bệnh nhân tốt. Trong quá trình sau mổ thì bệnh viện sẽ có bên đội phục hồi chức năng và các bác sĩ đã sẽ tập luyện cho bệnh nhân sau mổ. Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã tiến hành phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng gân tự thân thành công cho 20 ca. Ngoài ra hiện nay, bệnh viện còn triển khai thành công nhiều kỹ thuật hiện đại trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình như kỹ thuật thay khớp háng bán phần và toàn phần, phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý về khớp, phẫu thuật kết hợp xương bằng nạp DCS, DHS, phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh sai, v.v.